Kính chào quý vị, tôi là luật sư di trú Vũ Tuấn Huy, luật sư điều hành của tổ hợp luật sư di trú First Consulting Group. Hôm nay tôi xin trả lời một câu hỏi là nếu như hồ sơ bảo lãnh vợ chồng của quý vị bị trả về cho sở di trú thì quý vị cần phải làm gì? Đa số những trường hợp tổng lãnh sự quán trả hồ sơ về cho sở di trú cho diện vợ chồng, lý do thường chỉ là họ không tin là hôn nhân của quý vị là hôn nhân thật mà thôi. Và quý vị sẽ có 30 ngày để trả lời, giải thích cũng như là nộp thêm những bằng chứng hoặc nhân chứng để chứng minh hôn nhân của quý vị là thật. Và sau khi sở di trú xem xét câu trả lời của quý vị và họ tin đây là mối quan hệ thực sự, họ sẽ tái chấp thuận hồ sơ và trả hồ sơ ngược lại tổng lãnh sự để được phỏng vấn trở lại. Với kinh nghiệm trên 20 năm và đã hoàn tất trên 30.000 hồ sơ, chúng tôi có thể giúp cho quý vị kháng cáo, giải thích cũng như là trả lời cho sở di trú trong những trường hợp này. Xin cảm ơn quý vị.